tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên 2K5 nhận ngày cai kết đáng lòng. Ngày 31 tháng 1, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân VVT, sinh năm 2005, ngụ tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Lông, 15 triệu đồng vì có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Qua xác minh, sau khi có kết quả khám tuyển và thông báo về việc phúc tra sức khỏe lần cuối, thanh niên T biết mình đã đạt sức khỏe, thế nhưng không muốn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Do đó, anh T lên mạng tìm hiểu về cách thức phúc tra sức khỏe để không đạt. Ngày 11 tháng 1, VVT đến một tiệm xăm ở xã Quảng Sơn, xăm hình trên cánh tay trái, kích thước là 7,5 x 5cm. Ngày 18 tháng 1, Hội đồng phúc tra sức khỏe công an thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức phát hiện công dân T không đạt kết quả phúc tra sức khỏe vì lý do có hình xăm trên cánh tay trái. Sau khi xác minh, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với VVT vì có hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính VVT trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu với mức phạt 15 triệu đồng.